봐드리겠어. 이 나한테 맡기셔. mình sẽ chấm 9 điểm, 9 trên 10. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ. Nó hay hơn một chút. Hay hơn một chút. Đúng rồi. Đúng rồi. Em cho phim này mấy điểm? Đừng, đừng, đừng. Anh cho phim này mấy điểm? Hả? Cái gì giáp anh ơi? À. Anh cho phim này mấy điểm? 9 rưỡi à. Thấy phim này rất là hay luôn chị. Đẹp, rất xuất sắc, vui vẻ. Phim rồi, nhân vật hài hước chung. Dạ phim này quá tuyệt vời luôn, 100 điểm không có nhân. Cái điểm? Dạ 10 điểm mà em thấy nó rất là gọi là đã luôn. Từ cái cảnh đánh nắm cô lưu chú ma nó rất là đã luôn. Ờ anh thấy cái phim này có đã không anh? Đã, đã, đã. Vui, 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 vui. Theo cảm giác riêng của chị thì chắc chị nghĩ là phim này 8,5/10. Tại vì chị rất là thích diễn viên chính là Mayo Shop. Cô Yeah, we all really enjoyed it. Yeah, we all really loved it. It was super funny. Yeah, Dong Yi was a great, great actor, super charismatic. Hey, 10 điểm 10. Các bạn nên xem nha. Cực kỳ nên xem. Sao? Cười nghiêng, cười ngã mà cười mà đủ luôn á. Tại cười vui, thiệt là vui. Cái phim chưa thấy cái phim nào thêm cười vui phim này luôn á. Chết sao vậy?